khóa cái van này lại để xem là nó cái lực hút của nó được bao nhiêu mọi người nhá. Chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV. Và hôm nay thì mình lại có một cái dự án mới anh em ạ. À không phải dự án của mình anh em nhá. Dự án của một anh khách ngoài Hà Nội các bạn ạ. Bơm hóa chất anh em nhá. Và hôm nay thì mình phát hiện ra một cái tính năng mới của cái chiếc bơm này. Tí nữa thì mình sẽ tiến hành test cho anh em xem nhá. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ chế một cái chế xong rồi các bạn ạ. Quay video test thử cho mọi người xem thôi. Đó, cái mạch này thì cái bơm này thì sẽ sử dụng hai cái mạch điều tốc này nha mọi người nhá. Mạch này thì nó có thể cân được những cái motor ăn dòng tầm khoảng 10A cơ bạn nhá. Đấy, cái motor này nó chỉ ăn tầm khoảng 1-2A thôi. Rất là tiết kiệm điện luôn mọi người nhá. Và chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, cái này thì cho phép điều chỉnh tốc độ từ nhanh tới chậm các bạn nhá. Và sử dụng một cái nguồn tổ ong. Nguồn này là 24V 5A anh em nhá. Đây, nó có thể cung cấp đủ điện cho hai con motor này rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành nối dây vào và test thử nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành nối dây lại nha anh em. Đó. Trước hết thì mình sẽ tiến hành nối cái dây nguồn cho nó các bạn ạ. Đó. Cắm điện 220 nha anh em. Ok các bạn nha, vậy là mình đã nối xong dây rồi anh em ạ. Đấy, dây nhìn nó loằng ngoằng như này thôi. Nhưng mà thực ra thì nó hết sức là đơn giản nha. Hai cái mạch này sẽ sử dụng chung một cái nguồn ra là cái cục nguồn tổ ong này nha mọi người. Dây này là điện 220, mọi người cắm trực tiếp vào ổ điện nha. Thì nó sẽ xuất ra một cái nguồn là tầm khoảng 18 cho đến 24V. Mình điều chỉnh bằng cái này. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ để ở mức tầm khoảng 20V nhá. Đấy. Và nối hai cái nguồn ra này, nối vào cái mạch này mọi người nhá. Đấy. Hai cái mạch này đóng vai trò là cái bộ điều chỉnh tốc độ này. Đấy, điều chỉnh tốc độ này. Anh em mà muốn điều khiển qua app hoặc là qua một số cái phần mềm hoặc ứng dụng thì mọi người đấu thêm một cái dre vào để còn bật tắt anh em nhá. Còn đây là điều khiển bằng tay này. Đấy. Hoặc là có thể điều khiển bằng tay hoặc điều khiển bằng wifi các thứ thì mọi người có thể độ thêm vào nhá. Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn cái bơm 1 chạy này. Đấy, chạy chậm, bơm 2 chạy chậm. Đấy, bơm 2 chạy nhanh hơn một tí anh em nhá. Đấy, bơm 1 chạy nhanh hơn một tí các bạn nhá. Đấy, mọi người có thể điều chỉnh tốc độ ở đây nhá. Đấy. Đó, bơm 1 chạy, bơm 2 tắt. Bơm 1 tắt luôn. Đấy anh em nhá. Điều chỉnh tùy theo cái ứng dụng của mỗi người các bạn nhá. Đấy. Chạy rất là êm luôn mọi người nhá. Đây là chế độ chạy chậm nhất này mọi người này. Đấy, nói chung là nó chạy được rất là chậm nên là nó sẽ đẩy ra một cái gọi là cái dung dịch nó rất là chuẩn mọi người nhá. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ test cái chế độ mới mà mình mới phát hiện ra, đó là cái chế độ hút chân không anh em ạ. Đấy, cái bơm này nó rất là kín nên là nó có khả năng hút được chân không mọi người nhá. Đây, ví dụ mình sẽ cắm vào đây các bạn nhá. Đó, mình sẽ cắm vào cái này. Đây, mình sẽ tắt cái này đi, chạy cái này nha các bạn, khóa cái van này lại để xem là nó cái lực hút của nó được bao nhiêu mọi người nhá. Đây, mình sẽ bịt cái lỗ chân không à. Đây, tăng tốc độ lên anh em nhá. À, đây là đầu thổi ra mọi người ạ. Đây là đầu thổi ra rồi. Đây, đầu hút vào đây các bạn nhé. Đấy, anh em nhìn cái lực hút này, người chưa? Đây các bạn nhé. Đó, lực hút cực kỳ là mạnh luôn mọi người ạ. Rồi, cực kỳ là kinh khủng rồi anh em nhá. Đấy, tay mình đã díu hẳn vào các bạn nhé. Đấy, nó sẽ hút cho đến lúc mà... Đây, để mình xem cái lực mạnh nhất anh em nhá, tăng tốc độ lên này. Đó các bạn, cái lực hút của nó lên tới là tầm khoảng 0,7 kg các bạn nhá. Đấy, anh em thấy cái lực hút của nó ghê chưa? Nói chung là nó cũng ngang với cái máy hút chân không các bạn ạ. Nhưng mà cái này thì không sử dụng để hút chân không anh nhá. Đấy, cái này nó gọi là tính năng có thêm rồi anh ạ, để test được cái lực hút của nó các bạn ạ. Đấy. Đấy. Đấy các bạn, hút tay này, lõm luôn này. Đấy, cái lực hút nó rất là khỏe, chứng tỏ là cái bơm này nó hút rất là mạnh nha mọi người nhá. Hút này, thổi này, đấy, nó có thể thổi được bong bóng luôn anh em nhá. Đấy. Và bong bóng bên đây thổi này, một đầu hút một đầu thổi mọi người nhá. Nhưng mà cái này chủ yếu là hút cái dung dịch, hút axit các thứ các bạn ạ. Đấy, nó cần cái độ chính xác hoặc là cái độ mà kháng lại cái độ ăn mòn của axit các bạn nhá. Đấy. Nói chung là lực hút của nó tầm khoảng 0,7 kg trên cm khối anh em nhá. Đấy. Vừa test thử cho anh em xem rồi. Đấy, lực hút rất là mạnh luôn. Cái này làm cái máy hút chân không nhẹ nhẹ cũng được các bạn ạ.
Đây các bạn nha, hai cái thử cắm hai cái vào cùng hút phát xem như nào các bạn nha. Đây. Đây là đầu hút này, đầu dài đầu hút các bạn nha. Đây, mở hai van ra anh em này. Đấy. Hút hai máy luôn anh em ạ. Đấy. Chạy chậm chậm nha các bạn, hút rất là từ từ đây. Tăng tốc lên thì nó sẽ hút mạnh hơn. Đó. Có vẻ là cái van bên này nó hở các bạn ạ. Đấy. Rất là mạnh luôn mọi người nhá. Đó, cái van bên này mình không có quấn băng tan hả? Tại vì đây là cái nắp của máy hút chân không mọi người ạ. Đấy, nó sẽ hút đầu này và nó sẽ thổi khí ra đầu này nên là mình không có quấn băng tan nên là chỗ này nó hơi bị hở một tí, nó không chặt các bạn. Đó. Rất là ok anh em nhá. Còn hút chất lỏng thì khỏi phải nói rồi, rất là mạnh các bạn ạ. Test thử cho anh em xem luôn nhá. Đó các bạn, con này thì không phải mồi anh em ạ. Đấy, cứ đặt một cốc nước vào đây, một cốc axit hoặc bất kỳ cái dung dịch gì đó các bạn nhá. Đây, cái đầu dài là cái đầu hút này các bạn nhá. Cái đầu dài là cái đầu hút đây. Mọi người đảo chiều lại thì nó là khác thôi anh em nhá. Đấy, cái đầu dài đầu hút mình sẽ hút nước và bơm vào cái cốc này anh em nhá. Đấy. Đấy các bạn. Nó sẽ hút hết không khí ở trong ống và nó sẽ hút nước luôn anh em nhá. Đấy. Nước đang vào rồi mọi người nhá. Đấy, nước đẩy lên này. Đấy. Nó sẽ đẩy hết không khí ở trong cái ống ra các bạn nhé. Đấy mọi người nha. Cái đầu vò này là nó là hơi hơi to anh em ạ. Đấy, cái đầu vò này nó hơi to nên là mọi người thấy cái lượng nước ra rất là nhỏ nha. Nhưng mà về cái áp lực nó rất là mạnh các bạn ạ. Đấy. Đấy, đây là cái tia nước của nó các bạn nha. Đấy. Bơm này sử dụng để bơm những cái lưu lượng nước nhỏ anh em ạ. Cần cái độ chính xác và cái áp lực mạnh anh em nhé. Mà nó không có bị ăn mòn bởi axit hoặc là cái gì các bạn nhé. Đấy. Anh em muốn nó nhanh hơn thì mọi người tăng tốc lên. Đấy. Anh em nhìn thấy cái lực nước nó xịt ra mạnh chưa? Rất là ok luôn anh em nhá. Ok và mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.